Cân Gia Phát xin chào anh chị. Video lúc này Cân tự Gia Phát gửi đến anh chị về cân tính tiền in tem nhãn. Và khi nhắc đến cân in tem nhãn thì người ta sẽ nhớ ngay đến dòng cá CL5002 của Hàn Quốc hoặc là GLB Zadever của Đài Loan. Và kết quả là chúng ta có được quan tem nhãn dán lên sản phẩm như thế này. Với những dòng cân này thì chúng ta lưu được tới 10.000 sản phẩm lận tên, đơn giá, in mã vạch biến thiên 13 số và sử dụng tốt với những cái phần mềm quản lý siêu thị như là Kiosk Việt. Chúng ta có cụm bánh in đi kèm và sử dụng với một cái phần mềm quản lý cân đi kèm. Nhưng mà những dòng cân này thật sự giá cao và sử dụng tốt khi mà chúng ta kết hợp với một cái máy tính. Và có đôi khi anh chị cần một cái cân đơn giản hơn, cần một cái cân ít tiền hơn và chỉ cần in tem nhãn thôi, có tên, đơn giá thành tiền. Và đây chính là một cái combo cân tính tiền UPLQ cộng thêm một cái máy in nhiệt rời. Chúng ta vẫn in tem nhãn và lột dán lên sản phẩm được. Chúng ta lưu được 199 mã sản phẩm, chúng ta lưu được 199 thiết kế tem nhãn và có tên, đơn giá thành tiền và lột dán. Vậy cho chúng ta có được một cái combo sử dụng đơn giản hơn và tiết kiệm hơn anh chị ạ. Video hôm nay kênh Tự Gia Phát chia sẻ với anh chị về một dòng cân in tem nhãn. Và gần như đây là một video clip rất thú vị với kênh Tự Gia Phát. Tại vì những anh chị nào mà trong lĩnh vực thực phẩm hoặc là nhà cung cấp cho siêu thị á, thì thông thường là những cái sản phẩm mình in ra á, mình cần phải có một con tem. Mà con tem này dán lên cái sản phẩm hàng hóa của mình ha. Con tem này lột dán được. Đây, mình ví dụ cho mình sẽ lột dán cho anh chị thấy. Đây, lột dán như thế này và dán lên tay của mình. À, ví dụ như vậy mình cân hàng hóa xong, cân xong in ra lột dán. Rồi, ví dụ như là cân xong là như thế này. Rồi. Anh chị thấy ha. Đó, con tem nó in ra như thế này và mình lột dán lên sản phẩm. Thì cái vấn đề là trước giờ á, nếu mà anh chị trong cái lĩnh vực mà thực phẩm á, siêu thị á, thì anh chị sẽ rất quen với cái sản phẩm như là cá CL5002 của Hàn Quốc hoặc là mã là GLB của Zadever Đài Loan hoặc một số các thương hiệu Trung Quốc Đài Loan khác trên thị trường. Thì với những cái dòng cân đó nó lưu được cho mình tới 10.000 sản phẩm. Mà nếu là mình là hoạt động trong lĩnh vực siêu thị á, thì nó đáp ứng được, nó giúp cho mình rất là nhiều lắm trong lĩnh vực siêu thị. Ví dụ như nó in cho mình được cái mã vạch động á, để mình dùng tốt với các phần mềm quản lý siêu thị như là phần mềm Kiosk Việt chẳng hạn. Nhưng mà những dòng cân đó thật sự mắc tiền, nhiều tiền. Nhưng mà có một số nhu cầu của anh chị rằng anh chị có một hoặc vài cái mã sản phẩm thôi và cũng cần phải in tem nhãn như thế này, mỗi lần cân xong là phải in tem nhãn. Và cũng không cần cái mã vạch động đâu, chỉ cần cái mã vạch đơn giản, mã vạch trọng lượng, mã vạch trọng lượng và đơn giá thành tiền, chứ nó không cần có nhiều cái thông tin khác nữa. Và cái con tem in ra nó cũng đơn giản là tên công ty, mã vạch 3D, rồi tên hàng hóa là ngày tháng trọng lượng như thế này. Đây cũng đơn giản như là con tem mà anh chị đang thấy. Thì nếu như mà mua cái dòng cá CL5002 của Hàn Quốc thì nhiều tiền quá. Còn cái bộ combo một cái cân UVAQ có cổng rẽ 232 với một cái máy in này thì nó tiết kiệm cho mình rất rất nhiều. Và xem xong video lúc này thì anh chị có thêm một sự lựa chọn khác về cái dòng cân in tem nhãn với trọng lượng là 30kg trở lại. Còn cái video clip này anh chị sẽ thấy rõ là cân UVAQ kết hợp với máy in này thì 30kg trở lại, vì cái mức maximum của cái dòng cân này chỉ có 30kg thôi. Còn nếu mà anh chị cần một cái cân mà để in trọng lượng nó nhiều hơn, ví dụ như 60kg, 150kg, 300kg, thì chúng ta lại có một cái dòng cân điện tử khác cũng có in tem nhãn luôn. Thì lúc đó là chúng ta sẽ quan tâm đến video clip khác. Mà có lần cân điện tử Gia Phát đã up lên YouTube cái kênh là cân Gia Phát, cân điện tử Gia Phát đã có video clip rồi. Hoặc là anh chị có thể là chat Zalo với số điện thoại hotline trên màn hình á, thì kênh điện tử Gia Phát sẽ gửi đúng cái video clip mà những dòng cân in tem nhãn mà có trọng lượng lớn từ 60kg trở lên á vẫn có, để anh chị tham khảo thêm. Còn ở video clip này thì kênh Tự Gia Phát muốn nói với anh chị rằng là dòng cân tính tiền kết nối với máy in để in ra được gì. Chúng ta có in ra được trọng lượng, đơn giá và thành tiền. Trọng lượng, đơn giá, thành tiền có đầy đủ trên đây và tên hàng hóa nữa ha. Chúng ta sẽ nói riêng về cái dòng cân 30kg trở lại và có in tem nhãn, và quan trọng nhất là trên đó nó in ra được tên sản phẩm luôn nha. Đây, tên sản phẩm.
Ví dụ như có tem này là táo Mỹ, tem này là kiwi Nhật, tem này là thịt bò Mỹ, tem trên cùng là gà phi lê. Có nghĩa là cái dòng cân này nè, mình không thấy được cái mã sản phẩm nào trên đây hết, không thấy gà vịt heo ở đâu trên đây hết, nhưng mà nó vẫn in ra được cho mình rất là nhiều tên sản phẩm ở đây ha. Cho nên là cái nếu như mà anh chị dừng lại ở con số dưới 199 cái mã sản phẩm, ít hơn con số 199 mã sản phẩm, thì chúng ta dùng cái combo máy cân này với máy in này, ok, tiết kiệm hơn cho anh chị rất nhiều ha. Chúng ta sẽ demo thử xem các cách thao tác nó in như thế nào anh chị ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đây, ví dụ đây là cái trọng lượng hàng hóa mà chúng ta cần cân, quả cân bên mình ha. Đầu tiên thì nếu chúng ta giá, đơn giá thì chúng ta nhập vô, ví dụ như giá là 92.000 một ký, rồi chúng ta bấm in, bấm CG, lập tức nó in ra đây anh chị ha. Ở đây là có thịt bò Mỹ ha. Còn bây giờ chúng ta muốn in cái mã khác, chúng ta sẽ chọn trong cái máy in này nè, nó là 002, rồi chúng ta lấy lên bỏ xuống, chúng ta nhập giá lại 48.000 ví dụ ha. Chúng ta in thì lập tức là nó sẽ in ra cái mã là gà phi lê. Nếu mà chúng ta in một cái sản phẩm khác nữa, chúng ta sẽ nhớ được cái mã sản phẩm đó trong cái cân là mã số mấy, à chúng ta sẽ thao tác tiếp. Chi tiết của cái vấn đề này á, thì cân Gia Phát sẽ chia sẻ với anh chị cụ thể hơn ở vấn đề cài đặt. Còn ở video clip này thì giúp cho anh chị chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về cái cân này nó in ra như thế nào, và mình có thể tùy chọn khi mà chúng ta cân táo Mỹ thì chúng ta in con tem của táo Mỹ, khi mà chúng ta cân gà phi lê, tại vì khi mà chúng ta đặc thù là như thế này, chúng ta cân rất nhiều và chúng ta mỗi lần cân là chúng ta lột dán, cho nên cái quá trình cái việc mà chuyển đổi giữa con tem này với con tem này á, giữa cái gà phi lê với táo Mỹ, thì cái quá trình cái việc đó nó diễn ra ít thôi, chứ không phải là diễn ra liên tục như nãy mà kênh tử mới vừa thao tác. Cho nên là nếu như mà anh chị cân hàng loạt gà phi lê, cân hàng loạt táo Mỹ, thì anh chị cứ bỏ táo Mỹ lên và cân. Đây, vẫn là táo Mỹ ha, vẫn là trọng lượng của ngày tháng ở đây. Có nghĩa là cái cân này nó giúp được cho anh chị tiết kiệm hơn rất nhiều so với cái việc mà chúng ta mua cân cá CL 5002. Dĩ nhiên lúc đó là anh chị sẽ đặt vấn đề là anh chị sẽ không cần cái mã vạch động nha, mã vạch 13 số mà để dùng trong quản lý siêu thị á, ở đây nó chỉ có những cái mã vạch đơn giản thôi anh chị ha. Rồi vậy những con nói với nội dung của con tem thì anh chị sẽ có cái gì ha. Đầu tiên thì chúng ta có cái mã vạch 3D. Cái mã vạch 3D này để giúp cho anh chị là cái mã vạch mà tùy theo cái nội dung mà anh chị cần thể hiện ở đây. Ví dụ như anh chị muốn thể hiện là nội dung trong web, anh chị muốn thể hiện là cái nem cạc của anh chị, thì cũng có thể cân Gia Phát cũng có thể cài đặt cho anh chị cái thông tin mã vạch nó là cái gì thì mình đưa vào đây. Chúng ta có thông tin quảng cáo như là ở đây mình có ghi rõ là cân tử Gia Phát, thì anh chị có thể thay thế bằng là tên thương hiệu của anh chị. Rồi ở đây có số hotline là 0909 899 833, là cái số hotline của công ty cân tử Gia Phát, thì anh chị cũng thể là để số hotline của anh chị ở đây. Ở đây có tên là thịt bò Mỹ, thì anh chị muốn sản phẩm tên gì thì mình để vào đây. Ngày giờ thì có sẵn ở đây rồi ha. Có, mình ví dụ như mình muốn đóng gói ngày nào thì nó in ra ngày đó. Còn một số anh chị mà không cần ngày tháng thì mình không cho nó hiện ra đây. Ở đây có trọng lượng hàng hóa nè, có đơn giá nè, có thành tiền nè, có mã vạch. Thì cái mã vạch 2D này nè, hiện tại mình đang cài là cái mã vạch trọng lượng. Nghĩa là khi mà anh chị dùng cái máy quét á, mà quét cái mã vạch này nó hiện thì đúng 17 kg, đúng cái số trọng lượng này. Thay vì mình phải nhập vô máy tính thì ở trong một số hoàn cảnh nhất định nào đó mình dùng cái máy quét á, mình quét cái mã vạch này thì nó vẫn hiểu rằng là 17 kg ha, để mình sử dụng cho nhiều cái phần mềm có liên quan để mình dùng cái máy quét á. Thay vì mình gõ tay vô vào phía máy tính thì dùng máy quét mình quét lên cái mã vạch này. Rồi như vậy thì mình đã có cái nhìn tổng quan hơn về cái dòng cân in tem nhãn này ha, 30 kg trở lại. Một câu hỏi đặt ra là vậy thì bây giờ mình có quá nhiều cái sản phẩm cần in thì phải làm sao, cài đặt nó như thế nào, có dễ không? Thì nếu như mà anh chị có nhiều cái sản phẩm, ví dụ ở đây là mình có liệt kê rõ ra là táo Mỹ, gà phi lê, táo Mỹ, kiwi Nhật, thịt bò Mỹ, thì có nghĩa là ở đây đã 4 sản phẩm rồi. Nếu anh chị có nhiều hơn đi nữa, đến khi nào là 199 mã thì cân điện tử Gia Phát cũng sẽ cài đặt hết, trọn gói hết vô đây từ cái cân qua máy in cho anh chị. Anh chị về chỉ việc sử dụng mà thôi, chứ không cần phải cài đặt thêm nữa. Vấn đề là anh chị cứ chọn đúng cái mã sản phẩm này và Gia Phát sẽ làm trọn gói, anh chị chỉ mang về
cắm máy in vô cái cần và sau đó bật lên và in mà thôi. Còn cái số nào là gà phi lê, số nào là tao Mỹ thì cân gia phát sẽ gửi cho anh chị một cái danh sách, một file Excel hoặc là bằng tờ giấy A4 in ra. Anh chị sẽ nhìn vào đó là cái mã 001 là gà phi lê, 002 là táo Mỹ, 003 là kiwi Nhật chẳng hạn. Thì anh chị muốn in cái táo Mỹ thì chỉ việc chọn ở trong 002 trong cái cân này nè. Còn cái cách mà chọn được cái như thế nào đó thì trong video clip hướng dẫn sử dụng hiếm được cài đặt cái cân này thì cân tại gia phát sẽ chi tiết cụ thể hơn. Còn video clip này chúng ta có cái nhìn tổng quan. Thì cũng tiện thể cũng chia sẻ với anh chị về cái thiết kế, cái nội dung content. Ở đây anh chị thấy rõ ha, nội dung của mã rộng 3D mình có thể thay đổi được, nội dung của tên công ty, hotline, tên sản phẩm, ngày tháng, đồng giờ thì đã có một cái phần mềm chuyên dụng cài ở trên cái máy tính. Và hiện tại cân tự gia phá đang dùng sử dụng phần mềm này để cài đặt thiết lập cho cái máy in này. Nếu như mà anh chị mà cần chủ động hơn trong vấn đề thiết kế content nhãn để thiết kế cho cái sản phẩm mà anh chị muốn in ra thì kênh tự gia phát sẽ cài đặt cái file này nè lên máy tính của anh chị luôn, sử dụng TVR và cài đặt lên máy tính của anh chị. Và từ đó đó anh kênh tự gia phát sẽ gửi cho anh chị một video để hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn thiết kế để anh chị làm chủ hoàn toàn cái bộ sản phẩm này là cái cân cộng với máy in này, để lúc đó đó trong bất cứ hoàn cảnh nào anh chị cũng có thể chủ động thiết kế rồi cài đặt rồi in tem nhãn mỗi cái sản phẩm mà anh chị cần. Ví dụ như anh chị cái cân này, cái máy in này nè, nó nhớ được cái 199 cái mã thiết kế tem thôi, có nghĩa là tương ứng với 199 cái mã sản phẩm thôi. Nếu mà anh chị có nhiều hơn 199 anh chị, ví dụ như anh chị có 301 sản phẩm đi, thì lúc đó anh chị sẽ phải chủ động hiểu và sử dụng tốt cái phần mềm thiết kế này. Anh chị sẽ lưu vào cái cân này lần lượt, thì lúc đó anh chị in cái mã 200, 201 thì lúc đó nó tiện hơn, nó mang tính chủ động hơn và nó giúp được anh chị rất nhiều hơn trong vấn đề mà sử dụng cái dòng cân UVAQ cộng với máy in nhiệt như thế này. Vậy thì thêm một chuyện nữa, nếu mà so sánh chi phí giữa cái bộ sản phẩm này với cái cân cá CL512 thì nên chọn cái nào? Nó có hai trường hợp sử dụng. Nếu mà anh chị là nhà sự in tem nhãn ra mà để kết hợp với một cái phần mềm quản lý siêu thị như là QS Việt hoặc là một số phần mềm quản lý siêu thị khác thì anh chị nên chọn cái dòng cá CL512 hoặc là GLP của Yadeva Đài Loan, tại vì cái tem nhãn in ra nó có luôn ở mã vạch để cái phần mềm nó quét được cái tên sản phẩm, trọng lượng, rồi đơn giá, thành tiền. Lúc đó cái mã vạch nó sẽ dài hơn anh chị ha. Còn nếu như mà anh chị chỉ cần là tem nhãn in ra, tem nhãn và in ra thôi, ngày giờ và tên sản phẩm, trọng lượng, rồi chỉ vậy thôi, thì mà cân được 30kg trở lại thì cái dòng cân, cái bộ cân in tem nhãn này nè nó rất là hiệu quả, nó rất tiết kiệm và rất hiệu quả, tại vì nó hai bộ phận tách biệt luôn ha, dùng máy in ở đây và cân trọng lượng ở đây. Cho nên nó chuyên dụng và chuyên môn hơn, nó sẽ chuyên hơn những cái dòng cân mà tích hợp giữa cân và máy in cùng một sản phẩm. Như vậy là chúng ta có thêm một sự lựa chọn nữa anh chị. Và gần như cái video clip này là một cái video clip mà thú vị nhất của kênh này tại Gia Phát, tại vì đã tìm ra cho anh chị một cái giải pháp tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn. Và nếu như mà anh chị có dùng cái việc in tem nhãn này cho nhiều cái mục đích sử dụng khác nhau, ví dụ anh chị kết nối cái máy in này, anh chị có một cái máy in và anh chị có nhiều cái cân, có nhiều cái cân khác, ví dụ như cân trọng lượng 150kg, cân trọng lượng 300kg, thì ở một số dòng cân mà có cái cổng RS232 RS232 là cái cổng đây, cái cổng đó, trong cái cân mà có cái cổng đó thì cũng có khả năng kết nối được với cái máy in này. Ví dụ như đến một lúc nào đó mà anh chị cần cân trọng lượng và in tem nhãn ra ha, và chỉ cần dùng một máy in này kết nối với cái cân kia thì anh chị sẽ tối đa hóa được lợi ích sử dụng ha. Thì lúc đó thì anh chị sẽ có, nếu mà cân được trọng lượng lớn thì chỉ việc là lấy máy in này kết nối với cái cân kia cắm vào và nó in thôi ha. Còn nếu như mà anh chị cần mà 30kg mà cần in giá nữa thì lại kết nối với dòng cân UVAQ này, như vậy nó rất là tiện và rất là tiết kiệm cho anh chị luôn. Rồi, như vậy là xoay quanh vấn đề là ai sẽ là người cần sử dụng cái cân này. Thứ nhất, anh chị cần con tem nhãn để dán lên sản phẩm, tất nhiên rồi, ai cần in tem nhãn thì mới mua cái cân in tem nhãn ha. Rồi, thì mục đích thứ hai,
anh chị cần có một cái chứng từ ghi nhận lại cái trọng lượng hàng hóa. Ví dụ như trong Viettel cũng sử dụng cái bộ sản phẩm này. Anh chị sẽ bỏ thư hay hàng hóa ra đây, cân và tem nhãn nó in xin ra. Tất nhiên lúc đó nó không có cái đơn giá và thành tiền, tại vì chỉ cần là trọng lượng và ngày tháng thôi. Và thiết kế cái form mẫu của theo cái thiết kế của Viettel thì cũng chính cái cân này, và để cân trọng lượng và ngày tháng rồi dán lên cái hàng hóa hay là phong thư thì cũng là mục đích đó. Và những cái mục đích tương tự khác mà chúng ta cần cái cân nó in ra thực tế là trọng lượng và ngày tháng thì cũng sẽ nghĩ đến ngay đến cái bộ sản phẩm là UAQ cộng giấy in này. Thì nếu như mà anh chị xem xong video clip này mà cảm thấy cái cân này nó đúng cho mục đích và nó gần đúng với mục đích sử dụng của mình, và cần trao đổi nhiều hơn về cái tính năng sử dụng hay là cái điều kiện sử dụng của mình có phù hợp hay không, thì anh chị có thể truy cập đến website cân gia phát.com hoặc là gọi đến số điện thoại hotline trên màn hình đó, là 0909 899 833, thì Cân Gia Phát sẽ chia sẻ nhiều hơn với anh chị về cái bộ sản phẩm này ha. Còn nếu như mà anh chị muốn bên Cân Điện Tử thiết kế mẫu cho anh một cái con tem nhãn này rồi sau đó gửi cho anh chị xem thử xem cái mục đích sử dụng của chị nó không phù hợp hay không á, thì anh chị cũng thể chia sẻ với Cân Điện Tử Gia Phát qua số điện thoại hotline trên, thì Cân Điện Tử Gia Phát sẵn lòng làm mẫu cho anh chị để anh chị thấy được rằng cái tính hữu ích của cái dòng sản phẩm này với cái mục đích sử dụng cụ thể của mình nó hợp lý, rồi anh chị hãy mua. Như vậy thì qua video clip này thì anh chị sẽ có thêm một giải pháp nữa ha, tiết kiệm cho mình được hơn rất nhiều so với cái dòng cân in tem nhãn là Casella 5200 hay là GOB của Gia Đê Vai Đài Loan. Một bộ sản phẩm rất là rẻ tiền và nó rời nữa. Anh chị muốn cân kết nối cái máy in này với nhiều cái dòng cân để khác nhau nữa cho từng cái trường hợp sử dụng cụ thể trong cơ quan xí nghiệp hay công ty của mình. Thì Cân Tự Gia Phát rất cảm ơn anh chị đã xem trọn video này. Và nếu cần thêm gì nữa thì anh chị có thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình ha. Còn nếu mà truy cập cần cái đường link để dẫn đến cái sản phẩm này trên website thì anh chị có thể nhìn xuống dưới cái phần mô tả. Anh chị sẽ thấy đường link mà Cân Tự Gia Phát sẽ để đó, và anh chị cứ nhấn vào đó thì dẫn đến trực tiếp đến website của công ty Cân Tự Gia Phát. Và cũng xin hãy nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video clip này để nhận được nhiều hơn video clip về hướng dẫn sử dụng kênh điện tử ạ. Xin cảm ơn ạ. Để tìm xem kênh điện tử này, anh chị vui lòng truy cập đến website cân gia phát.com hoặc là cân điện tử gia phát.com. Đây là hai website chính của công ty Cân Điện Tử Gia Phát. Và để tìm xem lại video clip này trên Google hoặc là trên YouTube thì anh chị sẽ gõ rằng Cân Gia Phát, Cân Điện Tử UBAQ và máy in nhiệt, là Google hoặc là YouTube sẽ gửi đến anh chị chính video clip này để anh chị tiện xem lại và tiện chia sẻ với người thân hơn. Và để mua cân điện tử trên thì anh chị chỉ cần gọi hoặc là Zalo đến số hotline 0909 899 833 hoặc là 0909 859 833. Đây là hai số hotline của công ty Cân Điện Tử Gia Phát và sẽ lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Cảm ơn anh chị đã xem video clip này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Và nếu như anh chị đang xem video clip này trên YouTube mà anh chị cần tìm đến một cái link dẫn đến cái sản phẩm này trên website thì Cân Điện Tử Gia Phát cũng đã đặt một cái link này trong phần mô tả bên dưới video clip này anh chị ạ. Hoặc nhanh hơn cả thì anh chị cứ Zalo đăng nhanh đến số hotline 0909 899 833 này. Xin cảm ơn ạ.